cái sự nỗ lực cũng như là sự cố gắng và cái khả năng học hỏi rất là nhanh, thì đội giảng viên tại FPC đã nhanh chóng có thể học hỏi những cái phương pháp đào tạo mới trên các cái nền tảng, ví dụ như là Webex hay là Meeting, rồi là các cái phương pháp mà để tạo ra những cái game online, ví dụ như là Kahoot